Rồi, ok, hello, chào chị mình nha. Lên cho chị mình là hai mẫu ở GS số 1 Bến Tre. GS số 2 quận 7 thì còn hai em xe Rondo, máy dầu số sàn và tự động tầm tiền hơn 300. Còn ở Bến Tre thì vẫn là có hai xe máy dầu nhưng là Pajero nha. Pajero 2016 máy dầu, mình để cho anh em mình là 410. Còn một xe Highlander mà anh em đi thêm một vòng nha. Đây là Pajero 2016 máy dầu. Xe đẹp, chuẩn chỉ, không lỡ nhỏ, anh em mình cứ lấy ví dụ đi. Fortuner anh em mua nhiêu rồi? Fortuner cùng đời 2016 số sàn máy dầu giờ đã nằm hàng là 500 hơn. Nhưng xe này để cho anh em mình có 410 thôi, rẻ hơn 100 hơn. Nhưng mà ngày xưa xe mới là bằng giá nhau anh chị nha. Xe được trang bị là cảm biến nè, túi khí ABS nè, máy dầu trục bô nè, cảm biến ve nè, vỏ mới nè. 4 mâm 4 vỏ mới hết. 4 cái vỏ này em mua về anh em đi 3 4 năm nó chưa thấy gì nha. 410 triệu full đồ chơi, gương chính chỉnh điện, gập gương, ABS, túi khí. Đó, cảm biến, máy dầu turbo 100 cây chạy chừng khoảng 6 7 lít dầu thôi. Chạy rất là mạnh, rất là đầm chắc nha. 410 triệu. Màu trắng ở đây cũng có một con nó gầm cao nữa nè, tự động đó nha. Nhưng mà con này là máy xăng. Máy xăng nhưng mà con này nó cũng không có hao xăng lắm nha à, chị ơi. Dòng này máy con 1.8 tự động, cửa nóc cũng không có hao lắm nha. Em này đời 2017, ghế điện, cửa nóc luôn. Máy xăng, nút đề, động cơ máy 1.8, xe này đang để cho anh em mình có 330 thôi, tự động nha. Và có Highlander nữa nè, ngoài xe 7 chỗ rất là nhiều. Ngày mai em sẽ làm một clip tổng hợp bãi chiến số 1 Bến Tre tầm khoảng 80 xe để cho anh chị em mình tham khảo và nhận xét và xem xe ha. Rất rất là đông xe luôn nè anh em ha. Quá trời quá đất rồi. Đó. Rồi đây là Highlander. Highlander máy dầu đời 2003 máy dầu gia đình, 4 mâm 4 vỏ rất là dày, form dáng ok về đi, giá hợp lý. Xe này để cho anh em mình có 116 triệu thôi. 116 triệu là đã có Highlander máy dầu này rồi. Bao xài, bao chạy, bao chén, bao quay đầu. Đó, anh em nào quan tâm mẫu nào thì cứ nhắc máy alo em Thịnh Minh 0834333371, 0866678971. Rất là nhiều xe. Rồi, cảm ơn anh em mình nha. Hẹn gặp anh em mình clip tiếp theo nha. Anh em có nhu cầu đặt ra ý kiến câu hỏi gì thì cứ comment bên dưới em trả lời từng anh em nha.